Xin chào các bạn trẻ đã quay trở lại và hãy cùng tôi xem video về ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay đó chính là cuộc phiêu lưu và khám phá về loài động vật vô cùng nguy hiểm và dữ tợn, cụ thể là loài bò sát không chân trong những khu rừng nguyên sinh, nằm sâu bên trong các lục địa có kiểu khí hậu nhiệt đới. Các bạn hãy chuẩn bị đồ ăn và rủ những người bạn để chúng ta cùng nhau xem video mãn nhãn này nhé. Lưu ý video cận cảnh nên nhiều đoạn phim bất ngờ, các bạn không được vứt điện thoại đi đâu đấy nhớ. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi vào video thôi. Lẩn khuất trong những đám vườn cao, trên những sa mạc lộng gió, trong những khu rừng rậm nhiệt đới, trên những ngọn đồi cao vút, giữa biển khơi bão tố, ở bất cứ nơi nào ấm áp, bất cứ nơi nào an toàn, bất cứ nơi nào mà bạn không ngờ tới, có một loài vật đang ẩn nấp, săn mồi. Có những người sợ hãi và căm ghét chúng, nhưng cũng có người tôn thờ và sùng bái chúng. Chúng không giống bất kỳ loài vật nào, một loài động vật ăn thịt, một tên thợ săn máu lạnh, một biểu tượng của ngành y học đó, không phải đâu xa lạ đối với chúng ta, đó là loài rắn. Vùng Đông Nam là nơi có một trong các loài rắn đẹp nhất thế giới. Và đây là cơ hội để ta ngắm chúng ở cự ly gần, nhưng người ta cũng lo lắng về nguy cơ tuyệt chủng của một số loài. Không có gì lạ khi nhiều người không thích rắn, chúng không phải là loài vật tình cảm ấm áp. Những loài rắn như rắn san hô rất độc, chỉ một nhát cắn là gây chết người, và hầu hết các loài rắn chỉ muốn tránh xa bạn. Nếu tạm quên đi nỗi sợ hãi, bạn sẽ cảm thấy vẻ đẹp của chúng là điều không thể phủ nhận. Đây chính là nghệ thuật di động. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo chân một nhà sinh vật học, đồng thời cũng là một là nghiên cứu sinh, đi đến một nơi mang tên thiên đường của loài rắn độc nhất, đó là ở vùng châu Phi. Anh ta mang trên mình rất nhiều hành trang cả về kiến thức lẫn vật tư. Vì đây là một trải nghiệm vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng, nên chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để có thể tránh được những hoàn cảnh xấu nhất có thể. Trời cũng đã qua xế chiều và bắt đầu chập tối. Trên con đường dài để đến với thiên đường của các loài rắn độc thì anh ta cũng đã bắt gặp được một con rắn trên quãng đường di chuyển của mình. Tấp xe vào một bên đường, nhà thám hiểm đã nhanh chóng mở cửa và chạy nhanh tới khu vực con rắn đang bò và vồ vập lao tới bắt chú rắn. Có lẽ vì đã tiếp xúc và có hiểu biết về loài rắn này khá nhiều, nên nhà sinh vật học này đã bắt chúng một cách dễ dàng và có vẻ vô cùng bình tĩnh, không một chút mảy may lo sợ vì chú rắn có thể tấn công lúc nào. Anh ta còn cho con rắn có màu đen óng vô cùng đẹp này trườn trên cánh tay của mình để thưởng thức vẻ đẹp của chú rắn. Dưới ánh đèn ô tô rọi vào, làn da của chú rắn tỏa lên một màu óng ánh vô cùng cuốn hút. Nhận thấy để con rắn bò trên khu vực có nhiều xe qua lại thế này sẽ có thể làm chú rắn bị những chiếc xe cán qua, nên anh ta đã cất con rắn vào chiếc túi và vận chuyển đến nơi thích hợp để con rắn được an toàn và sinh sống. Rắn là loài động vật ăn thịt có số lượng đông đảo nhất trên trái đất. Chúng xuất hiện trên mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực, trên các vùng đất rộng lớn xuyên qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Rắn có số lượng rất lớn, với hơn 20 họ và 3.400 chủng loại. Để đi tới điểm đích thì anh ta phải đi qua một con sông, mà xe ô tô thì không thể di chuyển qua con sông và cần tới sự trợ giúp của một cái thuyền. Anh ta đã chuẩn bị đầy đủ về vật chất cho cuộc thám hiểm này, nên anh ta đã dùng chiếc thuyền của mình và hai tay trèo vượt qua vùng nước này. Trên mặt nước, hiện trên đó là nền trời vô cùng đẹp đẽ và ánh mặt trời dịu nhẹ, đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và hùng vĩ của thiên nhiên. Chiếc thuyền cùng với nhà thám hiểm lọt thỏm vào không gian của sông nước, và hai bên là những cánh rừng với những loài vật đang ẩn sâu đợi nhà thám hiểm. Vào đó, những chú hà mã to lớn cả hàng chục tấn vẫn có thể trôi nổi trên sông và săn mồi một cách nhanh nhẹn, đúng là thiên nhiên thật hùng vĩ. Trải qua những con sóng nhỏ thì cuối cùng có vẻ nhà sinh vật này đã đến được. Anh ta trèo con thuyền vào sát bờ rồi cố định con thuyền lại ở bên bờ, bắt đầu thâm nhập vào khu rừng. Cảnh đầu tiên anh ta bắt gặp đó chính là loài khỉ, những chú khỉ vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nhưng anh ta không quên nhiệm vụ chính của mình, đó chính là đi tìm những chú rắn độc nhất châu Phi. Hòa tan vào những dây leo và những bụi cây cuốn lại với nhau, ẩn sau nó là một chú rắn có màu đen, tôi cũng không biết đó là gì nữa. Anh ta có vẻ vô cùng tự tin khi bắt chú rắn bằng tay không, nhìn thôi mà tôi đã dùng mình nổi da gà rồi. Ở đây có ai sợ rắn không thì điểm danh ở phần bình luận và cho tôi một like nhé. Thật không thể tưởng tượng nổi, đó chính là loài rắn hổ mang. Loài rắn này có lượng nọc độc vô cùng nguy hiểm. Vậy mà anh ta bắt nó bằng tay không nhỉ? Thật ra anh ta đã tiếp xúc khá nhiều với loài rắn và anh ta có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Anh ra một tay cầm chiếc đuôi của con rắn, còn tay kia thì sử dụng máy ảnh để nháy cho bé Na vài cái để bé Na làm avatar Facebook. Sử dụng những kỹ năng của mình, anh ta còn có thể chạm vào đầu của con rắn khi mà con rắn vẫn trong tư thế tự do. Thật đáng ngưỡng mộ trước kỹ năng của nhà sinh vật này. Sau khi đã thỏa mãn thì anh ta lại đưa chú rắn về với tự nhiên. Nhà sinh vật học đưa chú rắn lên cành leo như lúc ban đầu nó ở đó. Từng bước đi thì anh chàng đều phải chú ý, quan sát và cẩn trọng trước những loài động vật vô cùng nguy hiểm ở trên mặt đất, sẽ không biết trước được điều gì xảy ra. Anh ta bắt gặp một phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp ở bên bờ của dòng sông, trước cảnh hoàng hôn buông xuống. Một cảnh tượng, bức tranh động có hồn do thiên nhiên ban tặng. Nhà sinh vật học thử chút nước của dòng sông và có vẻ đây là thứ để nuôi sống anh ta qua những cơn khát khi mà các loài động vật cũng có thể sử dụng nước ở dòng sông này. Nhà thám hiểm kéo con thuyền của mình lên đến bờ để tránh việc những con sóng có thể kéo con thuyền của anh ta đi đâu không ai biết. Anh ta lấy ra những trang thiết bị và vật tư cần thiết để qua đêm ở một nơi lạnh lẽo hoang vu như thế này. Một bếp lửa vào ban đêm là vô cùng cần thiết trong quá trình sinh sống ở trong rừng, vì lửa có thể làm các loài động vật to lớn hoảng sợ và có thể sử dụng để làm chính thức ăn. Một cánh rừng mênh mông và khoảng trời không bị ô nhiễm ánh sáng thì việc nhìn thấy hàng ngàn vì sao là điều vô cùng bình thường ở nơi này. Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và đắt giá.
bình minh đã bắt đầu lên, ánh mặt trời ló dạng bắt đầu nhô lên trên những đỉnh núi. Những loài động vật đã dậy để làm việc, và anh ta cũng cần phải dậy để bắt đầu một ngày thám hiểm mới, tìm ra những loài rắn mới và những trải nghiệm mới. Bắt đầu lên đường, anh ta mang trên mình một chiếc cặp sách để đựng những loại thuốc cần thiết của chuyến đi. Trên nền đất xuất hiện những dấu chân to lớn, chắc hẳn đó là một con gì vô cùng lớn. Để ý kỹ thì anh ta đã thấy một chú rắn có một chiếc bụng vô cùng to lớn, có thể đã nuốt được một con vật nào đó. Nó vừa ăn xong nên sức kháng cự của chú rắn khá kém, nên anh ta đã bỏ nó lại và bắt đầu chuyến đi của mình. Sau cả một ngày lặn lội đường xá xa xôi, thì anh đã đến được một khu rừng trước khi mặt trời lặn. Anh ta lại thắp một cái bếp lửa để sử dụng, và là nguồn ánh sáng chủ yếu để anh ta làm việc. Vẫn như mọi ngày khác, bình minh đã bắt đầu lên, ánh mặt trời ló dạng bắt đầu nhô lên trên những đỉnh núi. Những loài động vật đã dậy để làm việc, và anh ta cũng cần phải dậy để bắt đầu một ngày thám hiểm mới, tìm ra những loài rắn mới và những trải nghiệm mới. Bắt đầu lên đường, anh ta mang trên mình một chiếc cặp sách để đựng những loại thuốc cần thiết của chuyến đi. Anh ta đã ở trên đỉnh đồi và ngắm nhìn khung cảnh cánh rừng một cách bao quát nhất, ta thấy được thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Đi sâu vào bên trong khu rừng nguyên sinh, nhà sinh vật bắt gặp nhiều loài côn trùng, nhiều loài động vật. Anh luôn phải cảnh giác trước sức mạnh của thiên nhiên bảo vệ bản thân. Sau bao cố gắng của bản thân, thì anh ta cũng đã tìm ra được một hang của một loài động vật to lớn nào đó, vì cửa hang vô cùng lớn. Thật đau tim khi đó chính là một con cá sấu vô cùng đáng sợ. Thâm nhập vào sâu bên trong hơn nữa, thì nhà thám hiểm đã phát hiện ra một loài rắn đang ẩn mình dưới những đống lá khô. Không có con mắt tinh tường của nhà thám hiểm, chắc tôi chả bao giờ nhận ra được con rắn đó. Anh ta bước nhẹ nhàng đến bên, và ngồi bên con rắn chụp lại những bức ảnh đẹp do thiên nhiên tạo ra. Trong khu rừng với những cây cao to đùng và kết hợp với nhiều loài chim, bò sát tạo nên một bức tranh âm thanh tuyệt đẹp và yên bình. Nhưng ẩn sâu trong bức tranh đó, chính là nhiều loài rắn có lớp ngụy trang vô cùng hoàn hảo. Nếu con rắn nằm bất động và không được quay cận cảnh, thì chắc tôi không thể nào biết được con rắn đó ở đâu. Con rắn nằm im bất động dưới lớp ngụy trang như những lớp lá khô của mình, vừa để bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy hại, vừa để ấn nấp tập kích con mồi khi con mồi đi qua, thực sự là vô cùng hoàn hảo. Loài rắn này có tên là Gabun Viper, hay còn được gọi là rắn hổ lục. Được biết đây là thành viên lớp nhất thuộc Chibites, và là loài rắn độc có răng nanh dài nhất thế giới, dài đến 5 cm, nhả ra nhiều lượng nọc độc cao nhất so với bất kỳ loài rắn độc nào khác. Con mồi của con rắn này chính là chú chuột với thân hình khá bé, chỉ vừa bằng cái đầu của con rắn, nên khi nọc độc đã ngấm sâu và làm con mồi tử vong, thì việc nuốt chúng vô cùng dễ dàng. Đây là loài có lớp ngụy trang vô cùng đặc biệt và khó bị phát hiện, nên khi các bạn đi vào những cánh rừng rậm rạp, thì hãy cảnh giác trước những chú rắn này nhé. Vì chuyến đi phục vụ cho nghiên cứu, nên anh ta đã dùng chiếc cốc chuyên dụng để lấy mẫu nọc độc của chú rắn này. Nhưng có vẻ do cái đầu khá to mà cái cốc khá nhỏ, nên nó đã cắn ra bên ngoài và những chất độc chảy ra ngoài hết. Phải thật cẩn trọng trước nọc độc của chú rắn này, dù không phải là vết cắn mà chỉ là nọc độc dính ở da. Anh ta dùng chai nước để rửa sạch đôi bàn tay chăm chỉ của mình. Lại tiếp tục bước và bước trên con đường tìm kiếm và khám phá của mình, anh ta không ngại gian khổ dù nắng mưa, bão tố và đầy rẫy những nguy hiểm gian khổ. Những cây cỏ cao tới ngang đầu và ẩn dưới những lớp cỏ đó, không biết có loài động vật nào đang chờ anh tới nữa. Thật là ngưỡng mộ trước tinh thần thép của anh chàng này. Có vẻ như anh đã tìm ra được dấu vết trên đường đi, đó là lối mòn của những chú rắn khi di chuyển. Lần theo dấu hiệu đó, nhà sinh vật đã đến được một khu vực, và cảnh tượng ở khu vực đó làm anh chàng vô cùng bất ngờ, khi mà ở đó có lớp da của một chú rắn gì đó đã bỏ lại khi nó lột da. Một lớp da có đường kính vô cùng to và dài gấp đôi chiều dài của anh ta. Anh ta đã gặp một đàn lợn rừng có những chiếc răng nanh vô cùng dài và sắc nhọn. Nhà sinh vật đã tìm được một cái hang nhỏ trông như hang của một con rắn nào đó. Dùng chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn, anh ta soi vào để nhìn vào sâu bên trong xem có gì, nhưng có vẻ chiếc hang vô cùng to và nguy hiểm. Nên anh ta dùng một cách vô cùng thông minh, đó chính là cố định máy quay vào một đầu cái que và đưa vào sâu bên trong để xem bên trong là con gì. Nhưng có vẻ cái hang ngoằn ngoèo mà cái gậy lại thẳng nên không thể dùng cách đó được. Bí quá nên anh ta phải tự mình chui vào bên trong để tự mình kiểm tra. Và thật bất ngờ, bên trong đó chính là một con rắn vô cùng to và nó đã cắn vào chiếc máy quay. Do cái hang quá sâu, không thể bắt được chú rắn nên nhà thám hiểm đã phải ngồi ở một gốc đá cạnh đó và canh con mồi đợi thời điểm con mồi ra khỏi hang thì anh ta sẽ tấn công bắt con mồi. Đợi đã khá lâu mà không có gì khả thi nên anh ta quyết định bỏ đi và tìm những chú rắn khác. Thật may mắn trên con đường tìm những con rắn khác thì anh ta đã bắt gặp được một chú chăn vô cùng to lớn và đáng sợ. Thấy con người, chú chăn đã chạy đi, nhưng theo bản năng và kinh nghiệm của mình, anh ta đã vồ bắt và sau thời gian mệt mỏi vùng vẫy với con chăn thì nhà sinh vật đã bắt được chú chăn đó. Chú chăn theo bản năng đã quấn chặt lấy thân mình của nhà thám hiểm và siết chặt khiến anh ta vô cùng khó khăn. Sau khi đã chụp được ảnh để lấy tư liệu thì anh ta đã thả chú chăn về với tự nhiên, nhưng do bị bắt nên chú chăn đã quay lại tấn công nhà sinh vật, nhưng mà nó đã đánh giá thấp kỹ năng của nhà sinh vật. Và khi nó đã bỏ cuộc thì anh ta lại không tha cho nó và lại ra sức bắt nó và đeo nó lên cổ trông rất oai phong. Nhà thám hiểm chụp một bức ảnh để đời với chú chăn trước khi tạm biệt nó. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đến cuối video, đã thưởng thức vẻ đẹp và những cuộc phiêu lưu, khám phá về loài động vật vô cùng nguy hiểm và dữ tợn, cụ thể là loài bò sát không chân, trong những khu rừng nguyên sinh nằm sâu bên trong các lục địa có kiểu khí hậu nhiệt đới. Nhiều loài rắn có nọc độc vô cùng đáng sợ, chúng có thể giết chết con người chỉ trong vài phút. Mọi người hãy thật cảnh giác khi gặp những loài rắn nhé.
Hãy xem nhiều video để biết thêm nhiều kinh nghiệm đối với các loài rắn khác nhau. Các bạn hãy like, comment và share để mọi người biết tới video hữu ích này nhé. Cảm ơn mọi người.